Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp và lập trình cho con ASP8266 NodeMCU hoặc là một vài họ ASP trên phần mềm Arduino IDE. Đầu tiên thì các bạn mở cái phần mềm Arduino lên. Đây, cái video cài là mình đã hướng dẫn rồi nha, các bạn có thể làm theo đó nha. Sau đó các bạn vào cái trang Huỳnh Nhật Tùng, các bạn gõ trên Google cũng được, các bạn gõ là ASP 8266 MCU, mình gõ thêm chữ Huỳnh Nhật Tùng nha. Đây nó ra cái bài này, các bạn mở này lên, các bạn kéo xuống ở dưới này nè. Ở đây mình viết lóc, các bạn có thể làm theo lóc cũng được, nhiều bạn thì thích viết sim lóc đúng không. Rồi các bạn kéo xuống cái đường này nè, đường dẫn nè, các bạn copy cái đường dẫn này. Cái này để xíu nữa mình chỉnh sơ lại, nó bị chèn mắt cái chữ N. Mình copy cái đường dẫn này nhé. Các bạn qua bên này, các bạn chọn vào file, các bạn chọn vào cái này, các bạn bát nó vào URL vào đây. Nếu mà đúng ra thì các bạn nhắn vào đây nha, các bạn bát nó vào đây. Nếu như các bạn thêm một cái đường dẫn cho cái nào nữa, các bạn cứ enter xuống, các bạn bát tiếp một cái như vậy nữa ha. Mình có bao nhiêu cái, ví dụ mình cho ASP8266, ASP32 thì mình bát nhiều vào ha. Như vậy là xong. Ok, sau đó các bạn nhắn vào OK, nhấn OK. Tiếp tục nha, các bạn vào Tool, các bạn vào Board Manager, mình kéo xuống ở dưới này. Đây, mình kéo xuống này nha, các bạn thấy nó có cái thằng là ASP8266 nè, bản là 3.02, các bạn nhấn vào Install. Mình chờ nó cài nha. Sau khi cài xong, các bạn để ý kéo xuống như này, mình tìm FB nha. Đây, các bạn thấy nó hiển thị chữ remote là cài xong, các bạn nhấn close nhé. Các bạn chờ nó load đã. Các bạn tiếp tục vào tool, mình vào bo, thì lúc này các bạn sẽ thấy thêm một cái dòng là ASP8266 bo nè. Nó có khá là nhiều ASP, tùy theo các bạn lập trình cho con nào. Thường thường ví dụ mình lập trình cho con NodeMCU á, thì các bạn chọn là MCU này nè, NodeMCU 1.0 hoặc là 0.9 cũng được, 0.9 là phiên bản trước, hoặc là mình có một vài cái ASP, cái này tùy theo nhu cầu của các bạn nhé. Rồi ok, sau giờ mình chọn cái này, mình chờ xíu nó đang load. Đó, nó ra cho mình cái này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chào các bạn.